em chào tất cả anh chị em buổi tối. Chúc anh chị em buổi tối an lành nha. Tối ngày 26 tháng 3 nha anh em. Tối nay thì như thường lệ em lên cho anh em một ít áo thun. Lần đầu sau giờ em ấp úng về không biết nữa. Đầu live thì em có nhắn nhủ với anh em một số anh em khách mới á. Khách mới thì em xin cọc một cái thẻ cào Vina 50 rồi trừ đơn nha anh em. Ai mà chốt á, thì ví dụ như chốt cái mã 300 tức là số tiền đấy 300 thì em sẽ trừ vào cái thẻ 50, còn 250 cộng ship là anh em chịu ship nha. Còn mà anh em chuyển khoản hết 300 cho em thì em bao ship. Rồi ai muốn đỡ tiền ship thì cứ chuyển khoản hết em sẽ bao ship. Còn có một điều nữa em muốn giới thiệu anh em. Ba kêu Hiền cho cái. Em muốn giới thiệu với anh em là bữa nay em có thành lập một cái kênh mới là kênh Ngọc Đồ Lính GS, là viết tắt chữ GS là Sài Gòn nha anh em. Đây em cho anh em xem cái kênh của nó đây này. Kênh là Ngọc Đồ Lính GS, GS là viết tắt chữ Sài Gòn. Vì đây là em trai của em mà em bán, tức là thời gian vừa rồi anh em ủng hộ em mà em thật sự em rất cảm ơn vì em không phục vụ đủ. Cho nên hôm nay em lập một chi nhánh mới. Đây là em trai của em này. Hi, xin chào đấy, mọi người nha. Đây là Ngọc Đồ Lính GS. Tương lai Ngọc sẽ mở chi nhánh ở Sài Gòn, nhưng hiện tại Ngọc sẽ lập một cái kênh là Ngọc Đồ Lính GS nha anh em. SG là Sài Gòn, viết tắt từ Sài Gòn. Em mong anh em sẽ nhảy qua bên đấy ủng hộ Ngọc. Vì Ngọc thì bán đồ, có nghĩa là em bán gì thì Ngọc cũng bán đấy. Anh em ghé qua đó ủng hộ nha anh em. Đây cái tên của đồ lính của Ngọc đây, hình của Ngọc đây nha em. Chút nữa Ngọc sẽ đăng hai video lên là bán quần áo ACU này, cái áo giá rẻ mà hôm rồi em có bán á. Anh em ghé qua bên đó rồi có gì cứ alo theo số điện thoại của Ngọc. Bên kênh của Ngọc là số điện thoại gì đó? Kênh của em là số điện thoại là 0934124369. Đó, đó là kênh bên kia nha. Ai vào kênh đó mà gặp cái gì mà anh em mà thấy ưng, vừa lòng, vừa bụng, vừa số đo là cứ gọi theo số điện thoại của Ngọc, và Ngọc có số Zalo nha anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em nha, em bận chút xíu. Hẹn anh em qua bên kênh của Ngọc, còn bên này là của em. Thì vì em thấy em lên cái nào anh em cũng chốt. Anh em chốt mà thầm tệ một mình em phục vụ anh em không kịp. Cho nên em mở một chi nhánh, có nghĩa là đồ lính Mỹ 2, Ngọc Đồ Lính Sài Gòn GS. Ok, bây giờ em lên áo thun nha anh em. Áo thun thì tối hôm nay em lên anh em một ít lô áo thun. Thun này là áo thun cộc tay, nó đủ các nước nha anh em. Đây, nó đủ các nước hết. Một con này em bán từ cặp cặp ha. Con này thì nó bị đứt mất cái tem rồi này. Áo này thì nhỏ, em bận con này cũng vừa ấy, 50kg. Nhưng mà em 55kg em bận vẫn vừa với chiều cao của em nha. Em đo ngang và dọc cho anh em này. Con này là bề ngang là 49 và chiều dài là 66. Áo đã qua sử dụng nha anh em. Nó đủ các nước cho nên nó đã qua sử dụng. Anh em lưu ý giùm em ha. Đây, con này thì lá cây rừng. Đó, nó đủ các nước. Để em đọc con này coi nước nào mà. Con này là 100 cô tông. Nó ghi tiếng Anh em chả biết đọc nữa rồi. Nước này nó ghi tiếng Anh, chữ này mình đọc không có được, không có thấy chữ mắc in nha anh em. Rồi, con này tầm cũng 55kg như em bận vừa luôn. Ai chốt cặp này thì chốt cho em 264.000. 264.000 hai cái nha anh em. Đẹp quá à. Đây em bận là vừa chiều cao tới bề ngang của em này. Đó, 200 hai con ha, 264.000. Ai chốt thì alo giùm em số điện thoại 0911337139 là cho tôi chốt mã 264, em sẽ chốt cho anh em. Đấy là số điện thoại Zalo của em ha. Một cái. Rồi tiếp một cặp nữa này anh em này.
em bán cặp cho nó lẻ vì mất công tiền cước đi. Con này cũng 55kg luôn. Con này báo cáo anh em 50kg thôi nha. 55 là căng hết cỡ đó. Đó, một lá rừng và một lần ri. Ok. Em đo bề ngang này. Bề ngang của nó là 45. 45 là nhỏ nha. Bụng còn bụng có 90 ấy. Dài 71. Áo này còn đẹp lắm nha anh em. Đó, áo này còn đẹp luôn à. Nói chung bây giờ em không có đọc không có đọc của nước nào cho anh em nữa đi. Con này là của Bangladesh. Của Bangladesh nha anh em. Còn con này thì cũng tầm số ký đấy luôn. Tầm số ký đấy luôn. Con này là hơi bị con này là của Haiti. Của Haiti nha anh em. Áo này là của Haiti. Cũng 50kg. Con này tầm 50kg. Bề ngang là 48 và chiều dài là 62. Hai con đều đẹp luôn. Đó, ra rồi gì? Cái đây vậy? À, đồ lính Mỹ. Không, đồ lính Mỹ 2. Rồi lúc đó là viết quần M65. Đời sau mấy. Màu ô liu. Đời M65, quần M65 thôi. Rồi ai chốt hai con này chốt giùm em số tiền là 282.000 hai cái. Ai chốt con hai con này lên 282 giùm em à. Cho em một like rồi alo cho em số điện thoại nha. Còn ai mà không cho em một like là em không có chốt đâu à. Rồi tiếp một cặp này nữa này. Cặp này thì anh em là 65kg. Anh em 65, 65 đến 70kg nhưng cao 1m65 thôi. 1m65 trở lại. Con sau rằn ri nó hơi cũ một chút nha anh em. Cái con này cái màu của nó như vậy chứ không phải là nó cũ. Đây cái tem của nó này. Em khỏi đọc tem này hay là đọc luôn. Nhiều khi anh em cứ muốn đọc hết luôn nhưng mà em mà đọc hết thì chắc có lẽ từ mai. Con này là tên này em không có đọc được nha. Vì tiếng Anh nó dài dòng lòng thòng lắm. Bây giờ cứ bán các nước Đông Nam Á. Trong đó có đủ các nước nha anh em. Đây này, toàn là tem dập. Nói chung là mấy cái hàng này nó đã qua sử dụng và có tem rin như vậy thì anh em cứ yên tâm mà mua. Em đo bề ngang nha. Bề ngang là 61. Chiều dài là 70. Rồi, áo thì trên 90-95% hết á. 90-93%. Con này sao mình không ghi giá tiền đó. Rồi ai chốt con này chốt cho em 248.000. Hai cái, 248.000 hai cái. 248 nha em. Sao áo thun này mình like nhanh hết giờ vậy ta? Vừa mới like mà là 8 phút rồi. Rồi em like cặp cái cặp mà lá cây rừng này anh em mà đi rừng nên bệnh lá rừng này nó ngụy trang được ha. Con này cũng không biết nước nào luôn. Áo thì tầm cho 90% trở lên đi cho rồi. Bề ngang là 53. Dài 87-78. Chút nữa em sẽ chia sẻ cái video của Ngọc. Anh em cô ấy thì ghé qua ủng hộ ở Ngọc nhé. Em chia sẻ cho Ngọc. Dài 76. Dài 76. Rồi bề ngang là 59. Bề ngang 59. Rồi xong. Ai chốt cặp này thì lên cho em 245.000 hai cái. Con này là cũng 70-75kg nha anh em. Anh em 70-75kg. 70-75kg là ok. 245.000 hai cái. 245.000 hai cái. Không lên tác. Chưa đăng còn tải mà. Làm sao coi trong đó được. Khi nào nó đăng lên được rồi mới ấy. Phải đăng coi ngoài đừng có coi trong này. Không, cái này nó đang xử lý. Thì
chưa có lên. Chưa thông thương. Rồi em lên tiếp một cặp này nha anh em. Con này là sa mạc đá này anh em này. Đó, sa mạc đá này. Con này là 80 đến 90 kg nhưng mà anh em cao 1m7. Cao 1m7 trở lại. Con này lá cây rừng luôn ha. Lá cây rừng này. Tem của nó này anh em. Em đo chiều dài và bề ngang cho anh em ha. Chiều dài của nó là 77. Dài 77, bề ngang là 64. Bề ngang 64 ha anh em. Rồi một con. Bây giờ em like cho nó nhanh thì đó, con này là con này thấy mát lắm này. Con này dài 78. Dài 78. Bề ngang là 66. Rồi ai chốt cặp này thì sao em ghi giá tiền mà giờ đây nó không. Ai chốt cặp này lên cho em 259.000. 259.000 hai cái nha anh em. 259.000 hai cái. Đáng lẽ tại vì anh em thông cảm nha, bữa nay hàng mới về mà em khui lớp thì khui đồ. Thậm tế em vẫn chưa có báo cho anh em được. Em không chưa có thời gian. Đáng lẽ hôm nay em phải quay video chia sẻ cho anh em là hàng mới về khui mà không có kịp luôn. Rồi em lên cho anh em một cặp rần ri này. Một cặp rần ri nha anh em. Áo này thì hơi bị đẹp luôn. Đấy. Một bên lá cây rừng, một bên rần ri. Con này là 80 đến 90 kg mới vừa. Bề ngang của nó là 69. Chiều dài của nó là 76. Áo đều đẹp hết nha. Con nào mà rách lũng là em tặng luôn. Em kèm thêm chứ không ấy. Ai chốt cặp này lên cho em là 240.000. 240.000 nha anh em. Em báo cáo là em không có đọc nước này nước kia nữa. Nhưng mà đọc thì nó mất thời gian quá. Con này thì của Hollywood. Vâng. Bắc in Mexico. Con này của Mexico. Con này thì tem nó hơi mờ mất rồi. Rồi ai chốt cặp này lên cho em là 240.000 hai cái nha. 240 hai cái. Quay này vậy thì chắc một đêm quay mới được nửa tiếng thì quay được. Rồi em lên tiếp một cặp rần ri nha anh em. Một bên lá cây rừng này. Một cặp rần ri à. Bây giờ em 7 giờ rồi. Giờ này là 7 giờ đúng rồi mà giờ đang quay video này. Em sẽ đăng lên một chút nữa em quay video tiếp thì em sẽ đăng rồi. Có gì mai em một ngày mai em rảnh xem sau ha. Vì bây giờ mà quay cho hết video này em sợ lâu lắm. Anh em mong chờ thì nó lâu. Rồi con này tem cũng tem dập trong hết nha anh em. Áo này con này hơi bị vip luôn này. Cặp này thì anh em 60 kg là bận đẹp. 60 kg là thoải mái luôn. Bề ngang là 53. Và chiều dài của nó là 67. Con này nó bị lủng mất chút đây rồi này. Con này giờ mới phát hiện nó bị lủng ở đây rồi này. Giờ bán một con tặng một con. Rồi ai chốt thì chốt cho em con này 150.000 thôi. 150.000. Bán một con tặng một con. Bán con đằng sau này tặng con này. Bán con này tặng con này ha. Chốt cho em 150. Hai cái. Tha hộ bẩn. Rồi em lên tiếp một cặp này nữa nha anh em. Đường cơm hả? Em lên tiếp một cặp lá cây rừng luôn này. Hai cái lá cây rừng luôn à. Đó, con này đẹp này.
con này như thế này ha. Em đo bề ngang cho anh em này. Bề ngang của nó là 67. Bề ngang 67 nha anh em. Chiều dài thì một con là 71, một con là 85. Một con là 71, con là 85. Con này là dài 81 này. Con này mới đẹp luôn. Con này là 71 này. Đó. Rồi ai chốt cặp này? Cặp này là dành cho người 80 đến 90 kg. 80 đến 90 kg, chốt cho em 218.000 hai cái. 218.000 hai cái. Tiếp một cặp này nữa nha em. Cặp này nè. Cặp này cũng 80 đến 90 kg luôn. Đẹp không? Đẹp không anh em? 80 đến 90 kg luôn. Đẹp không? Con này là Mark in China nè. Con này là trên live em bán cho người ta là 200.000 nha. Em bán bên Facebook á. Cái con này em báo cáo anh em này, nó của hãng Rocco. Có nghĩa là cái hãng này chuyên sản xuất cho Trung Quốc. Cái hãng rất là lớn nha anh em. Mình không mua ngoài chợ trời cho nên mình không có sợ. Có hãng sản xuất là rất là ok. Rồi ai chốt cặp này chốt cho em 258.000. 258.000. Ai chốt thì lên hai gọi dùm em số điện thoại 0911 337 139 và chốt mã 258. Rồi em lên tiếp một cặp này nữa nha em. Lá cây đẹp không? Đó, đẹp không? Cặp này thì cũng 80 đến 90 kg. Cặp này trên 90, 95 kg là vừa luôn. 95 kg cũng vừa không? Hàng gì đó? Hờ. Nhiều vậy hả? Rồi bề ngang của nó là 68. Con nửa kìa. Bề ngang là 68 và dài 73. Ngang 68 và dài 73 nha anh em. Anh em nhìn giùm em này. Áo thun này, mấy dòng này hầu hết là em không có coi, nhưng mà em xem hồi trưa em xem là 100 cô tông rất là nhiều luôn. Em xin lỗi nha. Ai chốt được con nào thì 100 thì chốt nha. Cái tem của nó đều dập ở trong hết này. Đó. Ai chốt cặp này chốt cho em 257.000. 257 nha anh em. Mùa này mùa nóng mà anh em bệnh mấy cái dòng này là bệnh hơi bị đá luôn. Chốt lên mã gọi dùm em số điện thoại và chốt cho tôi mã 257. 257 nha. Anh bỏ trăm kiện không bá? 257. Rồi em lên tiếp một cặp này này. Một cặp này size nhỏ. Con này là 30 kg. Nếu như mà nữ á, nữ mà 50 kg là bệnh tim, tim là bệnh rất đẹp. Con ngoài là cổ tim nha anh em. Còn con đằng sau này thì cổ tròn này. Đó, đẹp không? Cổ tròn nha, cái bông này gọi là bông vịt kích chứ không phải bông rần ri nha anh em. Bông vịt kích nha, con này bình thường mà size to em bán 200.000 là vô tư ấy. Rồi em đo chiều dài cho anh em này, bề ngang cho anh em ha. Bề ngang của nó là 41 và chiều dài của nó là 65. Cái này dành cho em gái nào nhỏ con. Em thì bệnh con này là nứt bụng luôn á. Em bệnh là căng luôn. Ai chốt cặp này lên giùm em 277.000 hai cái. 277.000 ha. Tiếp cặp này nữa nha anh em. Cặp này thì có một con mùa đông này. Cặp này là 80 đến 90 kg. 95 cũng vẫn được ạ, nhưng mà với chiều cao là hơi bị cao luôn. Đó. Em đo bề ngang ha. Bề ngang của nó cái gì đó. Đâu phải của mình đâu. Hàng nó không có cái nào của mình hết á. Hộp gì mình có đóng gửi cái gì mà hộp đó. À Vũ đóng ha.
Bề ngang của nó là 66. Có bề ngang hơi không? 66. Chiều dài của nó là 83. 66 và 83 nha anh em. Đây, con này đẹp không? Một con này. Con này là của Mỹ nha. Con này em báo cáo anh em hàng của Mỹ này. Con này là dài tay nhưng mà cổ của nó cổ lọ. Anh em mà mùa nắng này anh em mà chạy đường á nên có một con này. Đây cái tem của Mỹ xay lát này anh em này. Hạt dẻ. Có hạt dẻ ăn rồi. Con này 100 bolon gì đây em biết. Rồi con này là của lính Mỹ nha anh em. Lính Mỹ đàng hoàng ha. Ai chốt cặp này chốt cho em 255.000 hai cái. 255.000 hai cái. Hai cái này 255.000. Đeo bạt mê trôi luôn này. 255.000 hai cái nha anh em. Rồi em lên tiếp một cặp này cho anh em này. Ừ. Vậy là kêu nó. Mày nhìn hộp mày thấy lạ lạ không? Đây một con lá cây rừng này anh em. Sau này một con rần ri ha. Nó đưa nhầm vậy của mình. Nó có đưa nhầm cho người ta không? Rồi con này là mã 238.000 hai cái. Áo này là 80 đến 90 ký luôn. 80 đến 90 ký luôn nha anh em. Đẹp không? 238.000. Đó. Bề ngang của nó là một con là 61 và một con là 68. Nhìn cái hộp là biết. Thấy chưa? Nhìn cái hộp là biết là không phải của mình. Thấy chưa? Trời ơi trời. Dài 74. Dài 74, cái thùng kia không vậy luôn. Dài 80. Trời ơi là trời, vậy là nó đưa nhầm cho người ta rồi. Ai chốt cặp này chốt cho em 238.000 ha. 238.000 chứ. Đồ mình đồ tìm kiểu giờ đi lấy ba cái đỏ làm gì. Rồi em lên tiếp một cặp này nữa nha anh em. Cặp này có một con thủy quân vàng này. Đó. Con này thủy quân vàng nha. Con này là 90 kg. 90 đến 100 kg là bẩn vừa luôn. 100 kg nó có chật quá không biết. Anh em mà bẩn 90 thì nó đẹp hơn. 95 bon chen thôi à. Em đo bề ngang này. Bề ngang của nó là 63 và một con 70. Một con bề ngang 63 mà một con 70. Một con thì 70, một con 77. Em cho anh em dòm cái áo này. Thủy quân vàng này. Nhưng mà của hãng Rocco nè. Của hãng Rocco. Con này thì con bò trần hay con bò gì đấy không biết. Đó. Rồi ai chốt cặp này chốt cho em là 216.000 hai cái. Cái gì đó nữa. Hả? Thế là lạ là thích mà thôi chứ chả. Về cô hai mấy mấy đơn nó vắng mà. Cả đơn 20 hộp. Tiếp một con này nữa nha anh em. Cặp này là 65. 60 đến 65 kg là ok. Nói chung là 60 bẩn nó thùng thình một chút cho nó đẹp ha. À, 60 65 bẩn đẹp hơn. Đấy. Một lá cây rừng và một cái này. Em đo bề ngang này. Bề ngang của nó là 23. Và chiều dài của nó là 67. 67 ha. Rồi ai cấp chốt cặp này 281 giùm em. 281.000 hai cái. Chốt 281 giùm em ha. 281. Tối nay chắc em lên ấu thùng. Rồi tiếp cặp này nữa nha anh em. Cặp này là 70 kg. 70 kg nha anh em. Đằng sau này hai con.
70 kg. Đó, 70 kg nha anh em. Em giờ không có đọc của nước nào nữa mà giờ chỉ có đọc số ký thôi. Dài 71. Dài áo 71. Bề ngang là 56 và 58. Ai chốt cặp này chốt cho em 280.000 hai cái. 280.000 hai cái. Rồi em lên tiếp một cặp này nữa nha anh em. 70 kg luôn. 70 kg luôn. Đấy, 70 kg hai cái lá cây rừng. 70 kg nha anh em. Quá đẹp luôn. Đẹp không? 70 kg. Em đo chiều dài nha. Dài 71. Dài 71 nha anh em. Dài 71. Bề ngang của nó là 60. Ai chốt cặp này chốt cho em 279.000. 279.000 hai cái. Ôi giời, nó sập mất. Rồi video này chắc em làm như vậy thôi. Rồi em sẽ quay từng video cho anh em lựa chứ. Như vậy rất là nhiều luôn. Ống thun của em nhiều lắm. Bây giờ em làm video thứ hai. Hả? Hiệp 2 của em sẽ lên là áo thun của Mỹ. Còn cái này là thun của các nước à. Nếu anh em nào mà chưa quen chốt check lạ thì liên hệ giùm em số điện thoại 0911 337 139. Rồi kết bạn Zalo em sẽ chụp choạc cho anh em rõ ràng hơn. Rồi em xin phép chào các anh.